man. Chiều quay, chiều đắp nốt cái đuôi hoa lên quay cả đúng cái máy này nó không lưu được nhiều chứ, chính là lưu được nhiều quá bớt đi, những cái nào quan trọng quá đi, là nó quá nhiều dữ liệu. Đúng rồi. Xem đắp này, nhưng mà tôi thích xem từ lúc không bắt đầu nữa, để lâu cho bắt trước rồi xem nó bắt trước vào vữa như nào, để bước một như nào. Đáp vẽ là Ấn Độ, đúng không? Đáp vẽ là Ấn Độ nhiều nhất. Đúng rồi, đáp kinh khủng luôn.